Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc Mỹ lên kế hoạch triển khai các loại vũ khí siêu thanh tại Đức và các quốc gia EU khác sẽ khiến cho Nga lên kế hoạch đáp trả. Thực ra, việc kết thúc chiến tranh chỉ là mong muốn của một số chính trị gia trong một thế giới với tình hình địa chính trị phức tạp như hiện nay. Bởi vì chính phủ các nước phương Tây đã bị thao túng bởi thế lực ngầm và giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Những thế lực này muốn kéo dài chiến tranh đến bất tận để thực hiện những âm mưu của chúng. Chúng ta sẽ cùng phân tích về những sự kiện liên quan đến vấn đề này trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nga sẽ đáp trả việc Mỹ triển khai vũ khí tại Đức. Tại một cuộc duyệt binh hải quân tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Putin cho biết rằng nếu như Mỹ triển khai vũ khí tại Đức, thì Nga sẽ không còn bị ràng buộc bởi lệnh tạm dừng triển khai vũ khí tấn công tầm ngắn và tầm trung. Tổng thống Nga đã cam kết sẽ có các biện pháp tương tự để đáp trả kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa và siêu thanh của Mỹ tại nước Đức. Theo ông Putin, Nga sẽ tự coi mình thoát khỏi lệnh tạm dừng đơn phương trước đây, bao gồm cả việc tăng cường năng lực của lực lượng ven biển của Hải quân Nga và việc phát triển các hệ thống phù hợp của Moscow đang trong giai đoạn cuối cùng. Trước đó, thì vào ngày 10 tháng 7, Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa theo từng đợt tại Đức, bắt đầu từ nay đến năm 2026. Như một phần của kế hoạch triển khai lâu dài các loại vũ khí này trong tương lai, bao gồm SM-6, Tomahawk và các loại tên lửa siêu thanh. Trong những tuần gần đây, cả Washington và Moscow đều đã ra tín hiệu là sẽ sẵn sàng triển khai vũ khí tầm trung trên bộ, vốn đã bị cấm trong nhiều thập kỷ theo Hiệp ước Hoa Kỳ và Liên Xô vào năm 1987. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2019 và cáo buộc rằng Moscow đã tiến hành các cuộc thử tên lửa vi phạm hiệp ước. Những cáo buộc mà Nga phủ nhận được đưa ra khi mà căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây sau khi vụ máy bay chở khách của Malaysia chở 298 người đã bị bắn hạ trên bầu trời miền đông của Ukraine, trong khi nước này đang xảy ra chiến tranh. Hầu hết các hệ thống tên lửa của Nga đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Zhiyakov cho biết rằng Điện Kremlin sẽ không loại trừ khả năng triển khai thêm tên lửa hạt nhân để đáp trả các động thái của Mỹ. Nga chống lại việc quân sự hóa nước Đức. Theo Tổng thống Nga Putin, nếu như kế hoạch của Washington và Berlin được thực hiện, thì các cơ sở kiểm soát quân sự và chính phủ quan trọng của Nga sẽ rơi vào tầm ngắm của phương Tây. Sau đó, để đáp lại các bước đi không thân thiện này, Moscow sẽ đơn phương thoát khỏi lệnh cấm được thực hiện trước đó đối với việc triển khai vũ khí tấn công. Đồng thời, việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ là sự chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài hơn các hệ thống tấn công, bao gồm khả năng siêu thanh và tên lửa hành trình Tomahawk. Và trong bối cảnh đó, bốn quốc gia EU đã nhất trí về việc phát triển hiệp ước INF của riêng họ, bao gồm Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trên kênh Phoenix TV rằng điều kiện để hủy bỏ quyết định triển khai vũ khí Mỹ có thể là việc Nga chấm dứt hành động xung đột tại Ukraine. Cộng đồng chuyên gia lưu ý rằng quyết định triển khai vũ khí của Mỹ có thể sẽ được chính phủ Đức rất đồng tình. Và Nga có thể đáp trả mức độ đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh của mình bằng cách tăng cường các loại tên lửa siêu thanh. Vì trong lĩnh vực này, Nga vẫn là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới. Vadim Kozyolin, người đứng đầu trung tâm IAMB, cho biết rằng những công nghệ này có thể giúp phản công với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, thì các chỉ số về độ chính xác của chúng vượt trội hơn đáng kể so với các loại vũ khí truyền thống. Khả năng đánh chặn những đầu đạn như vậy là cực kỳ thấp, nghĩa là Nga có khả năng sẽ đẩy một lực lượng thực sự rất đáng gờm tới biên giới của mình. Đức cũng như là toàn bộ EU muốn mua vũ khí của Mỹ càng sớm càng tốt, bởi vì họ hiểu rằng trong khi ông Joe Biden còn nắm quyền thì việc này sẽ làm một cách dễ dàng hơn nhiều so với sau khi ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky tuyên bố thảo luận về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết Ukraine sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết với các nước liên quan về các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Và đến cuối tháng 11 này, Kiev sẽ xây dựng kế hoạch hành động để đạt được hòa bình. Ông Zelensky vào trước đó đã nói rằng các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về Ukraine vào tháng 11 sắp tới. Ông Zelensky không nêu rõ Ukraine sẽ bắt đầu thảo luận với các quốc gia nào, nhưng mà các quan chức ở Kiev đã liên lạc với ban vận động tranh cử của Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tháng này. Tổng thống Zelensky đã nói rằng
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, ông đã mời ông Trump đến thăm đất nước của mình. Ông Zelensky cho biết Nhật Bản là đại diện của G7 và đã hỗ trợ Ukraine về kinh tế, nhân đạo và kỹ thuật. Ông cũng lưu ý rằng Nhật Bản đã rất nhanh chóng ra tay giúp đỡ, trở thành quốc gia ngoài NATO đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Kaluzin đã bình luận về chủ đề hội nghị thượng đỉnh mới về Ukraine, rằng phía Nga không chấp thuận tối hậu thư và sẽ không tham gia vào các sự kiện như vậy. Hội nghị về Ukraine được tổ chức tại Bergenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6. Điện Kremlin đã tuyên bố rằng việc tìm cách thoát khỏi tình thế xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là hoàn toàn phi logic và vô ích. Thông cáo chung sau hội nghị kêu gọi trao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Kiev, đồng thời kêu gọi tự do đi lại ở Biển Đen và Biển Azov, trao đổi và thả tất cả các tù nhân chiến tranh. Tài liệu cũng nói đến sự cần thiết phải đối thoại giữa tất cả các bên để chấm dứt cuộc xung đột. Trong số 91 đại diện tham gia cuộc họp, chỉ có 76 đại diện ủng hộ thông cáo chung. Nhưng mà thông cáo cuối cùng đã không được nhiều nước chấp thuận, bao gồm Armenia, Bahrain, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Libya, Mexico và nhiều quốc gia khác nhau. Sau đó thì một số quốc gia đầu tiên đã đồng ý nhưng mà lại rút khỏi bản thông cáo chung, đó là Iraq, Jordan và Rwanda. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột tại Ukraine, quy định các công nhận quy chế của các khu vực như là Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia là các khu vực của Nga, củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa nước này, cũng như là việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Mỹ chưa sẵn sàng để khôi phục Ukraine. Nhà phân tích Matt Primorac của Trung tâm Tự do McGaddis Hatcher cho biết, Mỹ rất khó có thể đồng ý trả tiền cho việc khôi phục Ukraine. Theo chuyên gia này, người Mỹ rất phẫn nộ trước thái độ của Kiev đối với khoản nợ hàng tỷ đô la của các chủ nợ phương Tây. Do đó mà Ukraine sẽ phải trả hết số nợ cũ trước khi trông cậy vào sự hỗ trợ mới để khôi phục. Theo các chuyên gia, việc tái thiết đất nước và phá vỡ sự kìm kẹp của Nga sẽ đòi hỏi một nguồn đầu tư tư nhân lớn và cải cách kinh tế toàn diện. Ngân hàng Thế giới ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 500 tỷ đô la. Trước đó, thì Nhà Trắng cho biết các nước G7 có kế hoạch khôi phục Ukraine với cái giá phải trả là tài sản bị đóng băng của Nga. Nhưng mà vấn đề ở đây là người dân Mỹ không muốn nước Mỹ phải tiếp tục viện trợ Ukraine. Mỹ đã chi khoảng 175 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev. Chưa kể đến thực tế là hàng tỷ đô la tiền nợ chiến tranh của Ukraine đối với các chủ nợ trái phiếu Mỹ và châu Âu sắp đến hạn mà Kiev dường như không có khả năng trả nợ. Điều này có vẻ như là một viễn cảnh tài chính ảm đạm cho Kiev. Và nếu như Ukraine có thể áp dụng một chiến lược hậu chiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và phá vỡ nạn tham nhũng, cố hữu, các công ty nhà nước làm cạn kiệt ngân sách và quản lý yếu kém của chính phủ, thì điều này có thể giúp cho Kiev thu hút vốn đầu tư tư nhân, tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine trong tương lai và hội nhập vững chắc hơn vào châu Âu. Gần đây, thì quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO về việc đưa Ukraine vào phạm vi bảo vệ an ninh của châu Âu đã làm tăng triển vọng cho nhiều khoản đầu tư tư nhân hơn vào nước này. Hiện thì Ukraine rất cần số tiền trên để có thể khôi phục đất nước. Nhưng mà giới quan sát chỉ ra rằng không có quốc gia nào chuyển từ đói nghèo sang thịnh vượng nếu chỉ thông qua viện trợ của nước ngoài. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp đều có xu hướng xảy ra ngược lại vì dòng viện trợ lớn khiến cho các chính phủ không muốn thực hiện các cải cách thị trường tự do cần thiết để có thể thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ukraine vẫn chưa thanh lý 3.500 doanh nghiệp nhà nước nuôi dưỡng chủ nghĩa tư bản thân hữu, tham nhũng và thâm hụt ngân sách khổng lồ, duy trì các nhóm vận động hành lang chống đầu tư nước ngoài vì lo sợ cạnh tranh từ bên ngoài. Thay vào đó, Kiev muốn thiết lập các công ty độc quyền nhà nước chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, nếu Kiev tiến hành tư nhân hóa các công ty này, xóa bỏ gánh nặng pháp lý và giảm thuế cao, họ có thể giải phóng nguồn vốn tư nhân đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và hiện tại là quốc phòng có tính cạnh tranh. Như Thủ tướng Ukraine Denis Migol đã báo cáo trước đó, rằng Kiev đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về cơ cấu. Điều này sẽ tiết kiệm được 11,4 tỷ đô la cho việc trả nợ trong 3 năm tới và 22,75 tỷ đô la cho đến năm 2033. Theo đó, thì nguồn tài nguyên được giải phóng sẽ được hướng vào lĩnh vực quân sự, bảo trợ xã hội và tái thiết đất nước.
sạt lở đất tại Hồ Nam của Trung Quốc. Vào sáng ngày 28 tháng 7, một trận lở đất đã xảy ra tại một khu du lịch gần thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cùng ngày, thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã thông báo là kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp đối với thảm họa địa chất tại tỉnh Hồ Nam sau khi xảy ra một trận lở đất do mưa lớn kéo dài tại tỉnh này. Tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7, Trung Quốc đã dỡ bỏ cảnh báo về bão Gaemi sau khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng lưu ý rằng gió hoàn lưu của bão vẫn tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số tỉnh bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, Quảng Đông, Liêu Ninh và Cát Lâm. Vụ lở đất đã chôn vùi một khu homestay với 18 người, trong đó thì theo báo cáo có 12 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương nặng. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hơn 240 nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường để triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Làng Jualin nằm ở phía tây của khu thắng cảnh Nanjue Hengsang, chỉ cách đó vài km. Hầu hết khách du lịch đến khu thắng cảnh này đều chọn ở trong các nhà nghỉ PNB gần khu danh lam thắng cảnh. Hiện tại thì bản đồ Baidu đã hiển thị trạng thái đường bị đóng đối với đoạn từ làng Jualin đến khu thắng cảnh Hengsang. Tài khoản WeChat chính thức của Cục Du lịch đã đưa ra một thông báo vào sáng ngày 28, cho biết rằng khu thắng cảnh Hengsang và khu thắng cảnh Xulian Dong sẽ bị đóng cửa từ 6 giờ ngày 28 tháng 7. Cho biết khu thắng cảnh trung tâm Hengsang và khu thắng cảnh Xulian Dong sẽ bị đình chỉ từ 6 giờ ngày 28 tháng 7. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông báo sau. Một cư dân mạng Hồ Nam trên nền tảng Douyin cũng cho biết trong phần bình luận rằng chùa Thượng Phong đang chờ thông báo, điện thoại di động hầu như không có tín hiệu. Trên đỉnh núi đang có bão, mưa lớn và nhiệt độ chỉ khoảng 19 độ C. Hiện thì có 300 người đang bị mắc kẹt trong chùa Thượng Phong. Thông tin công khai cho thấy chùa Thượng Phong tọa lạc tại Hành Sơn, thành phố Hành Dương của tỉnh Hồ Nam. Dưới đỉnh núi cao nhất đỉnh Thượng Phong là một trong những ngôi chùa Phật giáo trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Điều đáng nói là năm ngoái, vụ lở đất đã khiến hơn 20 người thiệt mạng tại các ngôi làng riêng do trang trại điều hành tại Thiểm Tây. Gần đây thì Trung Quốc phải hứng chịu rất nhiều cơn bão, mưa lớn và lũ lụt gây ra nhiều thảm họa và lở đất thường xuyên. Nhưng mà điều đáng nói là các quan chức chính quyền Trung Quốc luôn che giấu sự thật về nhiều thảm họa khác nhau, nên những dữ liệu được công bố chính thức thường bị thế giới bên ngoài nghi ngờ. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.